Xin chào mọi người, chuối mà chín nhiều quá mà chưa biết làm gì thì hãy xem video này ngay nhé. Sữa chuối kiểu Hàn Quốc cực kỳ ngon nè. Bước đầu tiên chúng ta sẽ bóc vỏ chuối, cắt nhỏ và xay nhuyễn ra nhé. Chúng ta có thể vừa dùng máy xay hoặc là dùng máy ép cũng được. Đây là phần chuối vừa ép ra này. Đối với máy ép thì mình lấy cả hai bên luôn nha, kể cả phần bã ra và phần nước đều lấy, bởi vì chuối ra rất là ít nước nha. Bước tiếp theo này, chúng ta sẽ đổ chuối vào lọ nha. Chuối là một thức quả rất là giàu dinh dưỡng. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổ sữa ra nè. Và cho sữa vào bình. Sau khi sữa đổ vào phần chuối ấy, nó sẽ tạo ra một cái phần màu sắc rất là đẹp luôn. Khi uống thì chúng ta lắc đều lên nha. Chuối rất là bổ dưỡng nên chúng ta hãy cố gắng uống thật nhiều thức uống này nha. Để vào lọ để mang đi hoặc là đổ trực tiếp ra cốc cũng đều được. Chúc các bạn thành công. Bye bye. Nhớ follow mình nha.